Sáng ngày 12 tháng 5, cư dân mạng truyền tay một đoạn clip trong đó ghi lại cảnh một người tài xế container đang nghỉ xe bên đường thì được người dân gọi ra khỏi xe, sau khi xuống xe và phát hiện một chiếc xe máy vỡ nát thì ngồi sụp xuống tới mức không đứng nổi. Nhìn từ clip cũng có thể thấy sự bất lực của người lái xe khi không biết tại sao sự việc này lại xảy ra với mình. Sáng 12 tháng 5, nhiều thành viên mạng xôn xao đoạn clip tài xế container ngồi bệt xuống đường tay ôm đầu suy sụp khi phát hiện chiếc xe máy vỡ nát ở đuôi xe mình. Theo diễn biến ghi lại, một số người đến trước cabin xe container nói với tài xế Nó tai nạn, nó lũi vô xe anh kìa. Lúc này tài xế mở cửa với vẻ dè chừng, bước xuống đi về phía đuôi xe mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tội nghiệp, ống đậu ống ngủ, tài xế đang ngủ, mình quay đi làm bằng chứng giúp cho chứ xe máy xỉnh nó lủi vô đây người quay clip nói khi tận mắt chứng kiến chiếc xe máy nằm ngã nghiêng cuối đuôi xe người tài xế ngồi bệt xuống đất suy sụp tay ôm đầu không thốt nên lời Người đăng tải đoạn clip cho biết thanh niên xe máy tử vong tại chỗ. Thời điểm quay clip, chiếc xe container dừng bên đường, xe có nháy đèn như lời thông báo với người đi đường. Clip cũng nhanh chóng nhận được các bình luận. Tài xế buồn ngủ mà lái tiếp thì sợ gây tai nạn, còn dừng lại ngủ thì họa tự tìm tới. đúng là khổ thân tránh không nổi cái xuôi. Hiện trường kiểu đó thì chỉ có say xỉn đi nhanh mới lủi vô, chứ mà kêu đuôi xe, không thấy đường thì phải tông trực diện đuôi xe rồi chứ tội anh tài xế đang ngủ tai họa ập thẳng vô đầu. Họ vô đơn chí, mong hai bên có thể bình tĩnh giải quyết với nhau, chưa nghĩ đến cái cảnh bác tài thấy tội nghiệp. Ngoài những ý kiến đồng tình, cũng có không ít các ý kiến trái chiều cho rằng tài xế không nên đổ xe như vậy. Nhưng dù đồng tình hay không đồng tình, ai ai cũng thương cảm cho người đàn ông này. Nhiều người hy vọng rằng các cơ quan chức năng sẽ làm rõ sự việc và mong rằng người tài xế không phải chịu cảnh tai bay vạ gió.